Làm sao để bài nghị luận xã hội ấn tượng từ những câu chữ đầu tiên? Nếu muốn bài viết của mình đạt được số điểm cao hơn thì áp dụng ngay cách chị Hiền hướng dẫn sau đây nhé. Đề bài chúng ta có là về vai trò của lý tưởng sống và cách mở đoạn sẽ sử dụng hình ảnh của ngọn hải đăng cụ thể như sau. Những con thuyền đang ngày đêm lênh đênh trên biển rất cần một ngọn hải đăng chỉ lối về bến bờ an toàn. Chúng ta cũng vậy, khắc chăng ngọn hải đăng ở đây chính là lý tưởng sống. Nó chắp cánh cho chúng ta bay cao cùng những ước mơ và đưa chúng ta đến bến bờ của thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là gợi ý về cách đưa dẫn chứng vào trong bài viết nghị luận xã hội. Thay vì viết nhắc đến vấn đề A làm cho tôi nhớ đến nhân vật B, sau đó đưa phần dẫn chứng vào, thì các bạn có thể thử áp dụng một số những cái cách dẫn dắt sau đây để bài viết nghị luận xã hội của mình ấn tượng hơn nhé. Cách số 1, nhân vật A là minh chứng tiêu biểu hoặc là một tấm gương sáng cho vấn đề B. Cách số 2, trong vườn hoa của vấn đề A, có lẽ nhân vật B chính là một trong số những bông hoa rực rỡ, ngát hương nhất. Ví dụ như sau, thay vì viết nhắc tới sự giản dị, tôi nhớ tới Bác Hồ, thì em có thể viết trong vườn hoa của sự giản dị thuần túy ấy, có lẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu chính là bông hoa rực rỡ và ngát hương nhất. Sau đó các bạn sẽ tiến hành trình bày dẫn chứng, phân tích dẫn chứng cho thật phù hợp nhé. Nếu đề bài nghị luận xã hội cho vào ý chí nghị lực, niềm tin, sự kiên cường, sự lạc quan, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng dẫn chứng về diễn giả truyền cảm hứng Nick Vujicic. Khi mà sinh ra đã không may mắn giống như những người bình thường, Nick không có đủ chân đủ tay để có thể làm mọi việc. Thế nhưng mà bằng cái sự kiên cường trong chính bản thân mình, một cái niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của bản thân, Nick đã vượt qua tất cả những thiếu thốn ấy để trở thành một diễn giả truyền cảm hứng tới hàng triệu người trẻ và trở thành một người viết sách với những đầu sách bán chạy trên thế giới. Nick đã từng bày tỏ nỗi niềm của mình rằng: tôi không có tay để chạm vào người khác, nhưng tôi có trái tim để làm rung động trái tim người tôi yêu. Bất hạnh nhưng can trường, đớn đau nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin, nụ cười lạc quan là điều mà chúng ta thường nhìn thấy ở diễn giả này. Và tất cả những điều đó đã mang lại cho Nick một cuộc sống ở thời điểm hiện tại rất hạnh phúc. Và chúng ta có thể thấy rằng là chính bằng sự kiên cường ấy, một chàng trai không có tay, không có chân giống như Nick vẫn luôn luôn truyền một cái cảm hứng sống lớn lao tới tất cả mọi người. Bởi vậy mà ở trong cuộc sống này sẽ có những thời điểm chúng ta phải đương đầu với những thử thách khó khăn, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Và có lẽ đây sẽ là một dẫn chứng mà các bạn có thể sử dụng cho rất nhiều những dạng đề khác nhau đấy. Hãy ghi nhớ nó nhé. 3 cách kết cho đoạn văn nghị luận xã hội về đề bài ý nghĩa của nghịch cảnh trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Cách kết số 1, lửa thử vàng, gian nan thử sức, chúng ta hãy vững vàng đón nhận khó khăn bạn nhé. Cách số 2, bông hoa nở ở những nơi càng khắc nghiệt thì càng độc đáo và có giá trị. Con người cũng vậy, hãy là một đóa hoa nở rộ trong nghịch cảnh để ta có thể mang trong mình những giá trị đặc biệt. Cách số 3, bạn này, hãy đối diện với nghịch cảnh và coi đó như một bước đệm tất yếu để mở ra cánh cửa của hạnh phúc. Và bất cứ giây phút nào bạn cảm thấy chùn bước, hãy nhớ rằng đừng để lạc lõng giữa mênh mông. Em biết không, tất cả những con đường em chọn, đường đi nào rồi cũng tới trạm đông. Đó là 3 cách kết, các bạn thử tham khảo nhé. Viết nghị luận xã hội mà muốn hay ấy, thì cũng cần phải có bí kíp nha. Và đây chính là một trong số những bí kíp gợi ý cho các bạn. Đó là cách mở đoạn và kết đoạn theo hướng đầu cuối tương ứng. Chị sẽ lấy ví dụ một đề bài, đó là về ý nghĩa của lòng tốt, của sự tử tế trong cuộc sống. Chúng ta có phần mở đoạn như sau. Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Hình ảnh bông hoa táo nhắc nhở chúng ta về những điều tốt đẹp vẫn đang hiện diện và có ý nghĩa quan trọng không thể thay thế. Sau đó chúng ta viết kết đoạn. Như bông hoa táo đến mùa thì vẫn nở, những điều tốt đẹp trong cuộc sống này vẫn luôn hiện hữu như một lẽ tất yếu. Điều quan trọng là bạn có đủ yêu thương để thấy, để tin, để trân quý hay không. Tức là chúng ta sẽ dùng một hình ảnh và lặp lại nó ở trong mở đoạn và kết đoạn. Trở lại với bản tin dẫn chứng của học văn chị Hiên, và dẫn chứng ngày hôm nay sẽ là về chủ đề sự cống hiến không ngừng nghỉ, nỗ lực và theo đuổi đam mê. Và dẫn chứng chị lựa chọn để giới thiệu cùng với các bạn đó chính là nhà khoa học Marie Curie. Marie Curie là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trên thế giới 2 lần đạt giải thưởng Nobel trong 2 lĩnh vực khác nhau, được suy tôn là nữ bác học xuất sắc của thế giới.
Bà đã dành toàn bộ tâm trí, sự nhiệt tình và cả sinh mệnh của mình để cống hiến cho khoa học. Khi đã ngoài 60 tuổi, Marie Curie vẫn còn hăng hái làm việc 12 giờ mỗi ngày. Và ngoài phụng sự cho khoa học, thì Marie Curie còn là một nữ công dân có lòng ái quốc nhiệt thành. Bà là hình ảnh trong câu nói của đại văn hào người Pháp Victor Hugo: phụng sự cho tổ quốc mới chỉ là một nửa, nửa kia là phụng sự cho nhân loại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin dẫn chứng của Học Văn Chị Hiên. Và dẫn chứng ngày hôm nay sẽ dành cho chủ đề sự kiên trì, bền bỉ. Các bạn ơi, nhân vật mà ngày hôm nay chị muốn giới thiệu cùng với các bạn đó chính là một trong những người đầu tiên tiên phong áp dụng dây chuyền lắp ráp trong ngành công nghiệp ô tô, đó chính là Henry Ford. Người ta biết đến Henry Ford giống như cha đẻ của ngành ô tô hiện đại, người đã dạy cho dân Mỹ lái xe, một huyền thoại của thế kỷ 20. Trước khi hãng xe Ford có được một cơ ngơi như ngày hôm nay, thì người sáng lập Henry Ford đã từng lập, sau đó thì phá 3 công ty. Công ty thứ nhất, công ty thứ hai, rồi công ty thứ ba bị phá sản do doanh thu đi xuống. Thế nhưng ông không hề nản chí mà vẫn tiếp tục cố gắng và đã giành được thành công trong sự nghiệp của mình. Các bạn hãy tìm hiểu thêm và sử dụng dẫn chứng này cho bài nghị luận xã hội về kiên trì và bền bỉ nhé. Nếu để bài nghị luận xã hội mà hỏi chúng mình về ý nghĩa của lối sống sẻ chia thì các bạn sẽ mở đoạn thế nào đây? Sau đây sẽ là những cách để các bạn có thể thử sử dụng cho bài viết của mình nhé. Mở đoạn số 1, chúng ta dùng hình ảnh bản nhạc. Nếu ví cuộc đời là một bản trường ca bất tận thì có lẽ sự sẻ chia chính là một nốt trầm sâu lắng chứa đựng giá trị nhân sinh sâu sắc. Cách số 2, chúng ta có thể sử dụng một trích dẫn nói về ý nghĩa của cho đi và nhận lại, cụ thể như thế này: có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương. Họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. Câu nói ấy đã khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của lối sống sẻ chia. Các bạn có thể thử áp dụng những cách viết nghị luận xã hội này nha. Hướng dẫn cho các bạn một bí kíp để có thể viết nghị luận xã hội thật hiệu quả này. Đó chính là thay vì việc chúng ta chỉ bình luận thông thường thì các bạn hoàn toàn có thể lồng ghép vào đó những cái phần nâng cao, mở rộng để làm cho phần bài viết của em sâu sắc hơn. Chúng ta có thể áp dụng một công thức sau đây, đó chính là nhìn từ một góc độ khác hoặc nhìn từ một góc độ tổng quát, góc độ sâu sắc hơn. Ta thấy vấn đề nghị luận không có nghĩa là hoặc có nghĩa là, và các bạn đưa ra quan điểm của em nhé. Lấy một ví dụ như sau, đề bài của chúng ta viết về tinh thần lạc quan, các bạn có thể đưa vào một cái phần bản luận nâng cao hơn như sau: lạc quan không có nghĩa là tự tin thái quá, đặc biệt là trước những tình huống nguy cấp cần sự tập trung cao. Lúc này, sự lạc quan vô tình biến chúng ta thành chủ quan, xem nhẹ mọi thách thức mà không có sự ứng phó tỉnh táo trước những trường hợp đó. Sự lạc quan thái quá hoàn toàn có thể dẫn đến thất bại hay làm hỏng việc. Các bạn thử tham khảo xem sao nhé.